Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng đang tích cực rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy. Mới đây, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc, Bộ Công an và Bộ Xây dựng, tổ chức các hội thảo để làm rõ các vấn đề mà doanh nghiệp đang đối mặt để tìm ra giải pháp tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Theo báo cáo Công an Đà Nẵng, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 4.732 cơ sở dịch vụ sản xuất kinh doanh đang có hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có gần 25% cơ sở còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, qua đó hướng dẫn chi tiết tháo gỡ cho gần 200 cơ sở khắc phục khó khăn để đi vào sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Tuy nhiên hiện nay, còn 950 cơ sở còn tồn tại rất khó khắc phục trong việc áp dụng các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là liên quan tới quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình của Bộ Xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an và phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các doanh nghiệp không đủ điều kiện an toàn cháy thường rơi vào các lĩnh vực như là karaoke, các dịch vụ vui chơi giải trí và các cái công trình đã xây dựng trước đây mà vẫn chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy theo đúng cái quy định tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. Hội thảo tại Đà Nẵng có hơn 200 đại biểu tham gia đối thoại trực tiếp với các chuyên gia chuyên ngành về phòng cháy chữa cháy, tập trung vào cách hiểu đa chiều về quy chuẩn 03/2021 của Bộ Công an, quy chuẩn 06/2022 của Bộ Xây dựng và tiêu chuẩn 3890/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Riêng đối với doanh nghiệp dệt may Hòa Thọ, có một nhà máy công trình kết cấu nhà vòm xây dựng từ năm 1961 hiện không còn bản vẽ, không đủ hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Để hoàn thành thủ tục phòng cháy chữa cháy trình cho đối tác nước ngoài, đơn vị không biết phải bắt đầu từ đâu. Yêu cầu phải nộp hồ sơ là phải có bản vẽ thiết kế kết cấu công trình và kiến trúc công trình. Thì bây giờ em chỉ vẽ được nổi trên cái phần nổi thôi, phần âm xét thép kết cấu trong đấy không thể biết được. Về cửa ngõ vẫn như cũ, thì đảm bảo hay không thì so sánh với tiêu chuẩn thì so sánh được. Nhưng mà cái thủ tục nộp thì chắc chắn là không được, là tới một cửa là sẽ dừng rồi. Trả lời câu hỏi cụ thể của doanh nghiệp trong ngành dệt may tại Đà Nẵng, chuyên gia trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an cho biết. Đang triển khai ở tất cả các tỉnh, thì những công trình mà được đưa vào hoạt động sử dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực, thì có mà không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, thì có giao cho là Hội đồng Nhân dân các cấp ban hành nghị quyết quy định về các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình cơ sở này. Thế thì nếu như công trình của mình thì như là nếu thứ nhất là hoạt động chắc chắn là trước 2001 rồi. Thứ hai là trong quá trình hoạt động mà như mình khẳng định là không thay đổi công năng, không thay đổi quy mô như cái văn bản 1091 mà chúng tôi hướng dẫn ấy, thì chắc chắn là không cần phải thực hiện thẩm duyệt nghiệm thu mà thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Bên cạnh việc trả lời trực tiếp những vướng mắc của doanh nghiệp, công tác thẩm duyệt thiết kế và công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy là hai trong số những nội dung chính được các chuyên gia từ Bộ Công an và Bộ Xây dựng trao đổi cụ thể với các chủ đầu tư doanh nghiệp. Quan điểm của chúng tôi là về nguyên tắc thì các cái công trình mà vi phạm nghiêm trọng mà có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ mà nó thiệt hại đến con người và cái tài sản lớn thì dứt khoát chúng ta phải có cái biện pháp kiên quyết. Thế còn những công trình mà nó đang có cái khả năng mà để khắc phục, để đưa vào sản xuất thì các cơ quan tháo gỡ, tìm cách tháo gỡ để làm sao nó nâng cao cái tính an toàn cho công trình. Thế và tôi cũng kiến nghị là sau khi các cái công trình này mà có cái giải pháp nâng cao an toàn hơn thì các cái cơ quan thực thi như Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy là nghiên cứu, nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng. Việc lắng nghe ý kiến của các tổ chức cá nhân để đưa ra hướng dẫn và các biện pháp khắc phục là điều cấp thiết, giúp các doanh nghiệp, các chủ đầu tư mà đặc biệt là các chủ cơ sở hiện hữu, các công trình đang trong diện sai phạm có thể sớm tháo gỡ những vướng mắc khi áp dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, hạn chế gây ra sự đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh vốn đang trong thời kỳ đặc biệt khó khăn như hiện nay.